Tức qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời phối hợp với các lực lượng tại chỗ giải cứu hai nạn nhân mắc kẹt trong xe tải bị lật dưới khu vực đèo Bình Đê. Khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 3, xe tải do tài xế Hà Thanh Dũng 52 tuổi cầm lái, chở theo phụ xe Châu Ngọc Vinh 44 tuổi cùng quê ở huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, khi vừa đổ đèo hướng nam ra bắc thì mất lái khúc đổ lan can đường rồi rơi xuống vực khoảng 30 m và lật ngửa. Đầu xe bị biến dạng nặng, có hai nạn nhân mắc kẹt trong cabin không thể thoát ra ngoài. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã khẩn cấp đến hiện trường phối hợp với các lực lượng thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ, Công an Đức Phổ giải cứu các nạn nhân ra ngoài. Với địa hình vực hiểm trở, độ dốc cao, thiếu ánh sáng, đầu xe bị biến dạng nặng nên công tác tổ chức cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phải tiếp cận hiện trường bằng dây cứu nạn, sử dụng phương tiện chuyên dụng để tổ chức cứu nạn và đã đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn tính mạng ngay trong đêm.